Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với livestream của Nhi. Thì hôm nay Nhi nghĩ là giờ này cũng còn là khá sớm là Nhi sẽ tâm sự với mọi người một chút, rồi sau đó là Nhi sẽ bắt đầu chuẩn bị đi ngủ luôn ha. Thì thông thường thì các bạn cũng biết rồi, nếu mà những cái người mà ở tầm tuổi của chúng mình là buổi tối thường xuyên là tụi mình rất là ngủ trễ, thì mình cứ nghĩ là do chắc cái giờ này là mình bị quen giấc. Nhưng mà thật sự ra nếu mà khi mà chúng ta đi khám bệnh thì bác sĩ lúc nào cũng nói là mình đã bị mắc bệnh, một là stress, còn hai đó là mình bị mắc chứng khó ngủ, hoặc còn cái thứ ba đó là mình bị rối loạn tiền đình, nên là Nhi đang bị rơi vào những cái giai đoạn bệnh đó, nên là Nhi phải điều trị. Mình phải điều trị nên là bây giờ là cố gắng để thức ngủ sớm. Thì khi mà các bạn biết là mình bị quen giấc thì mình rất là khó ngủ, nên là mọi người phải kiếm này kiếm kia làm, cũng như Nhi vậy đó. Nên là mọi người vào đông cái livestream này đi, Nhi chia sẻ cho các bạn cái này một lần, rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi ngủ. Thì trong cái phần mà vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ vừa nói chuyện, sẽ vừa trò chuyện với nhau ha. Hello Kiều Diễm, chào tất cả mọi người nha. Mọi người hãy share cái livestream này rộng rãi, thật là rộng rãi giùm Nhi, để cho chị em của chúng ta có thể tâm tình này kia. Hello Phong Trần nè, hello Kiều Diễm nha, hello Như Quỳnh nè, hello tất cả mọi người nha. Giờ này là do là Nhi đã gỡ lens ra rồi thì mọi người sẽ cảm giác là cái con mắt của mình là nó hơi bị là đà. Nhưng mà thật chất ra nếu mà nói giờ này là buồn ngủ là chưa buồn ngủ đâu. Do là cái con mắt của Nhi là một cái con mắt là cô gái hay mộng mơ tên đẹp nhé. Cái đó là câu hát thôi. Annyeonghaseyo, hoa rơi cửa Phật. Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người, chào mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Em chào chị Nhi, hello Nguyễn Khánh Huyền, hello tất cả mọi người. Em EB cho chị với Phương Linh Shop mà không thấm trả lời về chị. Ngày mốt tới lễ Trung Thu sắp tới, chị có đi đâu chơi không? Chị nghĩ là Trung Thu là Tết Thiếu Nhi, với lại Trung Thu là người nghĩ là cái đó là cái Tết đoàn viên, thì chúng ta nên ở nhà ăn bánh uống trà cùng với gia đình thì nó sẽ hay hơn. Thì chị nghĩ là Nhi thì cũng ít ra ngoài, và những cái dịp mà chẳng hạn như là quá đông người thì Nhi cũng chẳng đi, tại vì mình không có chen chân đi được. Với lại nhiều khi Nhi suy nghĩ là mình lớn hơn so với cái độ tuổi đó, là khi mình đi ra đường mình cũng chả biết đi đâu, cũng chả biết làm gì với mọi người. Hôm nay không chửi ai hả chị? Có nhiều bạn rất là ngộ luôn á, hầu như là vô livestream với tự nhiên cái hôm nay không chửi ai hết hả chị, hay là hôm nay không làm clip chửi hả này kia kia nọ. Mình sống là con người, là mình sống hàng ngày, là mình chia sẻ nè, mình nói chuyện nè, mình trò chuyện nè. Đâu phải Nhi bị khùng hay là Nhi bị điên đâu mà hầu như là livestream nào Nhi cũng phải mở lên để Nhi chửi. Nhi không có cái nhu cầu, cũng không phải là cái người có cái yếu tố thích chửi nữa. Đó là đúng chuyện, đúng người thì thôi, hỏi những cái câu như em mới là bị chửi đó. Đó là tại vì vô duyên. Tại vì khi các bạn vô, các bạn tâm sự với Nhi thì Nhi sẽ nói chuyện và trò chuyện lời với các bạn ha. Xà phòng chưa có hàng hay em? Xà phòng thăm vùng kính hả chị hả? Xà phòng chị thăm thì chưa về nha. Hôm qua làm cái mặt gì đó mà chị ơi, hôm qua chị làm cái da mặt cái gì đó mà đẹp quá trời đó, chị quên rồi chị. Em nói cái gì chị không hiểu em nói cái gì luôn ha. Lâu rồi mới gặp, nhìn chị Nhi đẹp quá trời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhi còn ở Đà Nẵng không? Không, Nhi về nhà rồi. Nhi đang ở quê chồng của Nhi ha. Nhi đang ở quê chồng của Nhi nha các bạn nha. Thì ok chị hay là cái gì? Hello tất cả mọi người. Bớt đi, hello em Ái Lê. Giờ này mà Ái Lê của chị nghĩ sau nay mắt chị Nhi đen quá vậy. Nè, một phần là các bạn dòm nè, Nhi đánh cái màu mắt của nó màu nâu. Giờ này là Nhi chuẩn bị Nhi rửa mặt, tẩy trang đi ngủ ha. Với lại do cái ánh đèn chiếu xuống thì các bạn cảm giác như vậy, do là cái màu mắt ha. Chị Nhi nói chuyện chuẩn luôn ạ. Nghe chị Nhi nói chuyện thích ghê. Cảm ơn em Xâm Trần. Máy kẹp máy uống giả có không Nhi? Nhi không bán máy kẹp nha. Ô, chị không thấy tin nhắn em hả? Nói chung là tin nhắn chờ thì Nhi được kiểm tra rất là thường xuyên, nhưng mà do đôi khi mọi người nhắn tin cho Nhi nhiều quá đó, Nhi lại không có kiểm tra được hết nha cả nhà nha. Anh đưa cái ly nước nóng của em đây. Rồi. Để em pha vô em uống để cho nhanh ngủ coi. Mọi người biết không, đôi khi là phụ nữ chúng mình mà không có ngủ sớm nó cũng có nhiều cái tác hại lắm. Là thứ nhất là thâm quần để đây nè. Cái thứ nhất là thâm quần mắt. Cái thứ hai đó, chúng ta sẽ bị cái tình trạng mà giống như là 5 gram là cỡ này quá hả anh? Ừ. Thì mấy bữa anh hay pha, để anh pha cho anh hoài, anh biết mà. Tự nhiên bữa nay rồi pha được ha.
Hôm nay bình thường á thì cái trà mất ngủ này là anh Vinh pha cho Nhi không à. Hôm nay là do Nhi điệu hạnh là Nhi đòi pha nè. Đây, mọi người biết đây là cái gì không? Đây, Nhi đang pha trà mất ngủ. Thời gian đợi trà ra thì Nhi sẽ nói chuyện với mọi người. Thì mọi người biết không? Đây là cái trà ăn ngon ngủ ngon của Nhi nè. Sau một cái thời gian, quên mất tiêu rồi, Hồ Xuân Đào. Do một cái thời gian mà Nhi bị giống như cái Nhi bị giống như là mất ngủ nè, rồi nó rơi vào cái tình trạng mà giống như là mình sắp sửa bị stress, với mình bị trầm cảm á, là do mình bị mất ngủ thường xuyên. Như thường xuyên bị đau nửa đầu, bị nhức đầu, bị chóng mặt, thì Nhi có đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là mình trong một cái giai đoạn đầu bị rối loạn tiền đình. Thì bác sĩ mới giải thích một điều là do bây giờ chúng ta có những cái sinh hoạt sống rất là trái chiều. Chẳng hạn như bây giờ cái giờ người ta đi ngủ và chúng mình bấm điện thoại, chúng mình thức tới 2-3 giờ sáng, nó gây ra một cái tình trạng là rối loạn hành như là thần kinh não của chúng mình. Nó quan trọng là giống như là cái kiểu mà chúng ta coi như là buổi sáng thích ngủ nhiều hơn là buổi tối lại thích thức hơn, thì cái đó nó là trái với khoa học tự nhiên. Nên là Nhi đã bị bệnh bị mất bị cái chứng mất ngủ, mà bác sĩ nói là cái chứng mất ngủ nó rất là khó trị. Cái chứng mất ngủ nó cực kỳ khó trị luôn ha. Cái chứng mất ngủ là nó cực kỳ khó ngủ luôn. Thì các bạn biết không, thì Nhi từ đó cái bắt đầu Nhi cũng anh Vinh đi khám bệnh với Nhi, mà anh Vinh mới phát hiện ra cái bệnh của mình, thì cũng có uống thuốc của bác sĩ xong, mà như cái tình trạng này có là khi mình uống thuốc của bác sĩ thì mình hết, nhưng mà khi mà mình rơi vào cái sinh hoạt hàng ngày sống là mình lại bị tiếp. Thì khi đó là bạn anh Vinh, là bạn Hồ Xuân Đào, có bán một cái loại dược phẩm. Thì cái này là loại dược phẩm nha các bạn nha, cái này một cái loại trà trà dược phẩm, thì nó giúp cho các bạn ăn ngon ngủ ngon đó ha. Nói anh nói Đào đừng comment nè. Và cái trà này là giúp cho các bạn là ăn ngon ngủ ngon, mà đặc biệt là các bạn sử dụng sau 3 ngày thôi, các bạn sẽ cảm thấy là mình dễ ngủ hơn, các bạn sẽ cảm thấy là mình dễ ngủ hơn và bắt đầu mình ngủ sâu hơn. Nói chung là nó sẽ cải thiện cái tình trạng ngủ cho mình rất là nhiều, nó giảm được cái chứng mà mình suy nhược cơ thể nè, mất ngủ nè, rồi mình bị biếng ăn này kia, nó giúp cho mình ăn ngon ngủ ngon lắm luôn nha. Nhất là những cái bà mẹ sau sinh mà khi các bạn bị stress quá nhiều các bạn lại không ngủ được đó, rồi những cái người giống như Nhi là công việc quá nhiều, thức đêm thức hôm làm cái này làm cái kia, mình không chịu đi ngủ, mình ngủ trái giờ trái giấc với người ta, thì cái đó là hoàn toàn sai khoa học và sai tự nhiên. Thì khi Nhi biết đến cái trà này của bạn ấy á, thì Nhi sử dụng được tầm cái chai là chai thứ hai và Nhi thấy nó cực kỳ hiệu quả luôn. Nhưng hôm nay Nhi mới dám mạo muội chia sẻ với mọi người, thì Nhi mua của bạn là Hồ Xuân Đào. Thì cái này á, các bạn mua về ha, các bạn mua về các bạn sử dụng các bạn sẽ cảm thấy rất là hiệu quả. Một chai như thế này các bạn sử dụng cũng tầm khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nha, tại vì một lần các bạn sử dụng có 5 gram trà thôi, một lần mình sử dụng có 5 gram trà thôi, rất là ít trà thôi ha. Là các bạn uống là trước khi đi ngủ, hoặc là các bạn uống buổi sáng buổi trưa buổi chiều luôn, thì cái này các bạn uống cả ngày cũng vẫn không sao, tại vì nó được làm từ những cái thảo dược rất là thiên nhiên. Và một chai như thế này giá rất là rẻ luôn, có 220 ngàn thôi, mà nó điều trị cái chứng mất ngủ cho mọi người cực kỳ hay luôn. Ba mẹ Nhi lớn tuổi nè, khó ngủ nè, ngủ ít giấc nè, nó rất là dễ uống, như các bạn uống một cái ly trà đá vậy đó, các bạn uống như một ly trà đá vậy đó đó, nên rất là ngon. Nên là các bạn có thể comment giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại cũng được ha, hoặc là inbox trực tiếp cho bạn Hồ Xuân Đào. Một chai 220 ngàn thì Nhi thấy nó quá đáng đồng tiền, mà cái này nó có công ty đàng hoàng nha, có tên công ty, có địa chỉ công ty, có email của công ty luôn, và đặc biệt là cái này có giấy kiểm định của quốc tế luôn. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược nha các bạn nha, là công ty dược sản xuất ha. Anh Lóng Hoàng An Nguyễn Chói, em coi trà của tao vô ướp xác ướp con đĩ mẹ mày trong đây á, thằng mặt lồn. Tao ướp con gái mẹ mày trong đây nè. Mà trà này mình thấy được rõ này là cái gì luôn nên mình không có đây. Sợ hết luôn nha Và mọi trong người. cái trà này các bạn sẽ thấy rõ ràng thành phần của nó luôn. Đó, đó. Đây một thành phần rõ ràng luôn. Như khuyên luôn nha, có những cái bạn là mình tự suy nghĩ vậy nè, à mình bị mất ngủ à, à cái giờ này là cái giờ mình chưa có quen giấc, mình chưa ngủ được, thật sự là sai, các bạn đang bị mất ngủ. Còn các bạn nào biết có bầu sử dụng được hay không, các bạn inbox trực tiếp cho bạn Hồ Xuân Đào giúp Nhi. Còn đối với những cái bạn nào mà cơ địa bình thường sau khi sanh rồi, với lại cơ địa bình thường là chưa có mang thai, tức là không mang thai, các bạn cứ comment như là một chai kèm số điện thoại. Mà các bạn dòm nè, một cái chai này rất là to, các bạn sử dụng được tầm khoảng 2 tháng đổ lại nha.
thì ai đặt hàng comment nhanh lên giúp Nhi là một chai kèm số điện thoại. Đừng có thức khuya bấm điện thoại nữa, chúng ta sẽ xảy ra cái tình trạng cái thứ nhất cái này nam nữ dùng được nè, người già trẻ nhỏ dùng được hết nên các chị cứ yên tâm. Nhưng mà trẻ em thì nó không có bị mất ngủ đâu, chỉ có những cái người trung niên như chúng mình nè, hoặc là nhỏ tuổi hơn thức đêm bấm điện thoại, thức đêm chơi game nè. Các bạn biết Quỳnh Phụng không? Bị rồi đó, chắc cái này mua về tặng Phụng chai nè. Anh hỏi con Phụng nó có xem like mình không, tặng cho nó một chai đi. Ok, để tặng Phụng đi. Các bạn biết không, uống vô nó ấm ấm, nó nóng nóng rất là ok luôn. Tất nhiên khi các bạn uống một loại trà dễ ngủ nè, chống suy nhược cơ thể nè, ăn được ngủ được nè, thì nó giúp cho các bạn thải độc tố trên cái cơ thể mình rất là tốt. Thì khi mà cái độc tố cơ thể các bạn được thải ra, người nhẹ nhàng hơn, các bạn rất là dễ ngủ. Ai đặt hàng comment giống như là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại nha. Các bạn dòm đi trong đây nè, các bạn thấy không, các bạn nhìn thấy xuyên thấu những cái thành phần của nó luôn, là người ta không có dám bán cái gì tầm bậy cho các bạn hết, là các bạn cứ yên tâm. Và cái mùi rất là dễ chịu, nó dễ chịu và nó cực kỳ thơm nha, không đắng, không khó uống luôn, hoàn toàn rất là ok. Chúng ta thức khuya là do chúng ta bị stress, chúng ta bị mất ngủ mà chúng ta không hề hay. Nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị thiếu máu não nè, rối loạn tiền đình nè, rồi nó còn bị những cái vấn đề là stress nặng hơn là stress, mà stress rất là khó trị. Nhi thì Nhi đang bị là tiền của stress thôi, là mới có phát sinh ra bệnh đó thôi, là cả nhà mình nên uống cái này ha. Mà bình thường Vinh nhờ cô giúp việc nhỏ Vinh á, là pha một ly lớn cho Nhi uống cả ngày, mọi người bỏ tủ lạnh uống rất là ngon. Vinh thấy Nhi uống chừng đâu khoảng 3 ngày à, thấy tối Nhi ngủ ngon giấc tới sáng luôn, cái không có hổng thức gì hết luôn nha. Các bạn uống đá cũng vẫn được, các bạn cứ pha xong, các bạn đây các bạn nè, khoa như thế này nè, các bạn để nguội xong các bạn bỏ đá, các bạn uống được, hoặc là các bạn bỏ tủ lạnh uống cũng được luôn, rất là ngon luôn. Thì các cô chú nào lớn tuổi thường xuyên mất ngủ nè, các bạn nào thức khuya hoài mà cứ bấm điện thoại hoài không ngủ được là bị mất ngủ rồi. Nên là cả nhà mình vui lòng giúp em là cứ comment một chai kèm số điện thoại, 220.000 chứ mấy, đừng để mắc cái bệnh nha. Bệnh rối loạn tiền đình với bệnh mất ngủ, bệnh stress khó trị lắm, và đặc biệt luôn nha, đặc biệt luôn là vừa khó trị nè, thuốc uống rất là mắc tiền luôn. Nên là cả nhà mình đặt hàng thì comment giùm Nhi ha. Lóc thằng chó Hà Văn Thuấn, tao mập tao hít của thằng Trang đỉ mẹ mày à. Hả thằng chó? Nó cực kỳ thơm, cực kỳ dễ uống luôn. Uống được lá hả? Không cần uống lá, các bạn chỉ cần uống nước thôi, các bạn cứ lọc đó, các bạn uống nước thôi ha. Cả nhà mình ai đặt hàng thì comment giùm Nhi nha, tại sao cứ phải là coi mặt chồng chị. Ai đặt hàng comment giùm em là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại nha. Trên cái bao bì người ta có tên hiệu công ty đàng hoàng, có email công ty, có địa chỉ luôn, và cái là công ty dược phẩm nha, công ty dược phẩm nha. Đây mấy chị dòm giùm em nha, không cần uống có giờ giấc, các bạn cứ uống từ sáng tới chiều tới tối, vì đây là trà dễ ngủ chứ nó không phải là một loại trà có cái gì là cái thành phần tecamin gì đó, cocamin hay là gì đó, caffeine gì đó, nó không có những thành phần đó, nên các bạn uống cho các bạn rất là dễ ngủ luôn, cực kỳ thư thái, nó làm cho các bạn dịu thần kinh nè, dễ ngủ nè. Những cái bạn nào mà thường xuyên thức khuya bấm điện thoại là bị bệnh rồi đó, bị stress, bị mất ngủ rồi đó, nên là mình phải uống nha. 220.000 thôi, rẻ lắm, cực kỳ rẻ luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm như là một chai kèm số điện thoại nha. Mắt lờ đờ kiểu gì ý, ủa có mắc mớ gì tới mày gì không con Đào Bảo Ngọc hả? Tao nói nghe nè, sao mình vô mình livestream á, mình chỉ nghe câu chuyện người ta chia sẻ là cái gì thôi, thì mình vô mình nó mắc lờ đờ sao, ý có mắc mớ gì mình không? Bình thường như thấy bình thường mà, bình thường như gắn len thì mắt nó to, còn gỡ len ra thì nó phải lờ đờ rồi, chứ có ai mà gắn len như là bình thường đâu hả? Gỡ len ra mà bình thường đâu, tào lao quá à, ở không có để ý mắt tôi chi vậy ha. Rồi ai đặt hàng comment nhanh lên giùm như là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại nha. Như mua cái này trực tiếp từ Facebook của bạn Hồ Xuân Đào, nên là cả nhà mình ai cần tư vấn cứ inbox trực tiếp cho bạn ấy, hoặc là mọi người mua trực tiếp trong live của Nhi cũng được. 220.000 rất là dễ ngủ luôn nha, cực kỳ dễ ngủ. Nhi uống cái này xuyên suốt, Nhi uống chai này chai thứ hai đó mọi người. Mà buổi tối mọi người biết không, buổi tối á mọi người uống á, nó rất là làm cho mọi người, cái thứ nhất nè, cái bụng của mình nó vừa ấm nè, mình lại vừa rất là dễ ngủ luôn ha, ăn được ngủ được, khỏe lắm mọi người ơi. Ăn không phải là ăn như heo đâu nha, nói chung nó làm cho cái cơ thể mình không bị suy nhược nữa và rất là dễ ngủ luôn ha. Nên là ai đặt hàng inbox comment trực tiếp giống như là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại, giá hoàn toàn rất là rẻ luôn, chỉ có 220.000 một chai như thế này thôi mọi người ơi, cực kỳ rẻ luôn ha. Hôm nay Nhi thấy đêm hôm mà chó có bộ hơi bị nhiều ha, giờ này chó không có chịu ngủ ha,
Lóc luôn cho em, thằng Quang Nguyễn là lóc. Đó, bạn nào mà cứ cảm thấy mình bị mất ngủ, ngày xưa mình ngủ ngon, giờ mình ngủ không ngon nữa, cứ mua cái trà này về cho Nhi ha. On here, Phong Anh, mới đọc là her hả? On her hả? Anh đi học tiếng Anh làm gì vậy hả? On her vì... Đây, mọi người đặt hàng nha, comment giùm Nhi nha. Ai đặt hàng comment giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại. Cái này mình uống tốt lắm, nhất là ở nhà mình có ba mẹ lớn tuổi nè, những cái cô chủ lớn, những cái cô chú lớn tuổi mà thường xuyên bị mất ngủ á, thì các cô chú lớn tuổi nên sử dụng cái này, nên uống cái trà này luôn cho con ha. Hoặc là các bạn nào ở tuổi như Nhi thường xuyên thức đêm bấm điện thoại không có ngủ được là nên phải uống cái này ha, rất là tốt luôn. Một chai như thế này 220.000 thì rất là rẻ luôn ha ha. À, Đào Bảo Ngọc nè, chị chắc phải hơn chồng chị 5-7 tuổi nhỉ ha. Chị nói em nghe nè, mà giờ chị có hơn chồng chị 10 tuổi đi chăng nữa thì cũng bình thường em ha. Chị thấy cái xã hội bây giờ nó bình thường lắm em ha. Chẳng hạn như cái tình yêu của người ta nó đâu có quan trọng tuổi tác hay như thế nào đâu. Mà chị có già hơn á, tuổi chồng chị cũng đâu lấy được ba cưng đâu. Hiểu không? Chị cũng đâu lấy được ba cưng đâu, mà sao cưng sợ quá vậy hả? Sao cưng sợ quá vậy hả? Nó có mắc mớ gì tới cưng không? Hả? Hay là cưng cỡ, hay là cưng nhỏ tuổi hơn chồng chị mà chồng chị nó không phái cưng hả? Mà cưng vô đây cưng phải chè môi bỉm mỏ mình vậy là mình thấy mình thua người ta rồi đó. Mình kêu người ta bằng chị mà mình lại không có lấy được một cái người bằng tuổi mình, hoặc là mình lấy được cái người nhỏ tuổi hơn mình, tại vì mình bị già đó. Còn ở đây á, chồng người ta nhỏ hơn người ta tuổi nhưng mà chồng người ta vẫn lấy người ta, là tại vì sao? Nhìn trong mắt người chồng người ta vẫn thấy là chồng người ta vẫn thấy là người ta trẻ ha. Trời ơi sao kỳ vậy, cái đó là nghiệp nặng lắm nha em nha. Cái nghiệp của em á, người ta là gọi nghiệp ế đó, nghiệp ganh, nghiệp ghét, thế nào trời cũng cho em ế à. Em có đẹp như tiên sa cá lặn như đi chăng nữa em cũng đéo được chồng cưng như chị, tại vì em ngu lồn, em hiểu chưa? Em ngu. Đàn bà con gái mình đâu có cần phải nhất thiết mình phải sân si với nhau vậy để làm gì, đúng không? Ví dụ em sân si chị, em có nói chị già hơn chồng chị cỡ 30 tuổi, giờ ảnh thương chị là ảnh thương chị à, ảnh đâu có đè cưng ra ảnh lấy cưng được đâu. Mà cưng phải chê bai chị không quan trọng, em hiểu không? Mình già, mình cả, mình có người chăm sóc mình, yêu thương mình, nâng niu mình, cái đó là hạnh phúc đó, cái đó là diễm phúc đó. Còn cái phường như em á, mà đi vô comment dạo vậy á, chị thấy tủi nhục cho em quá à. Giờ này bộ không có ai quan tâm em hả? Giờ này không có ai bên cạnh em hả em gái? Hả? Em bị gì vậy? Hay là dây điện nhà em nó bị đứt dây ra rồi nó rớt trúng cái hán em, rồi điện giật vô hán em hả em? Trời thì tội nghiệp em quá à. Những cái phường như em như vậy nè, chị nói em nghe nè, con trai á mà nó cỡ tuổi em á, nó không thèm quen em đâu, nó nói em khùng. Còn con trai mà lớn tuổi hơn em á, nó cũng không quen em luôn, nó nói em ấu trĩ. Còn những cái thằng mà nhỏ hơn em á, nó chê em đã già rồi mà em còn ngu nữa, nó lại càng không quen em ha. Cố gắng nè, chịu khó coi live stream của chị, học hỏi cái cách ăn cách ở của chị làm sao mà già mà lấy được chồng trẻ đó em. Em hiểu không? Mà ở không ở nhà nè, phải chi chị lấy chồng nhỏ tuổi hơn chị đó. Mà chị cài như trâu như bò, chị nuôi chồng chị á, chị cũng không nói là chị ở không, chị đi du lịch không mà em ha. Chị ở không, chị đi chơi, chị đi du lịch, chứ chị ở trong nhà đó chị mở live chị xàm vậy không đó cưng. Chứ chị không có làm mẹ vậy hết trơn á, chồng chị làm. Em hiểu không? Ráng nghe không cưng, ráng học hỏi chị thương em. Đó, chị thương cưng đó, chị mới chia sẻ cho cưng đó, hiểu không? Con gái là mình phải không có cần nết na, hung dữ như chị cũng được. Đó, hung dữ như chị cũng được, hiểu không? Mà hung sâu hung dữ sao cho nó khôn á em. Em ngu quá à, tội, thấy tội đó mấy chị. Dạ, dạ em tội em đó đó chị, dạ. Đó mấy chị ơi, hồi nãy giờ em chia sẻ là cái trà này là của bạn Hồ Xuân Đào, uống rất là ok ha. Chị không phải già, già khấm. Ừ thì chị nói chị già, mà hồi nãy giờ chị vẫn là nhận chị già. Cỡ em còn trẻ lắm cưng, trẻ. Mà tội nghiệp, giờ này phòng không chiếc bóng, không ai ưng hen. Mà vẫn còn ngu trả lời được luôn kìa mấy chị. Nó còn trả lời được, nó quá ngu luôn, trời ơi là trời. Chị thấy em á, đi qua nước ngoài mua nước, mua thuốc tẩy não uống đi em, tại vì em ngu quá đó, hiểu không? Người ta cái đó người ta gọi là não lồn á em, tại vì lồn nó không có não đó ha. Nhìn như chị em làm sao cưng? Ủa có mắt gì không? Thì chị thấy cũng bình thường. Vậy tại sao mình không có đủ cái bản lãnh á mà mình đi quen cái thằng nào mà nó nhỏ tuổi như mình á, nhìn như chị em như mình mà nó cưng mình đó, cái đó mới gọi là thành công, em hiểu không? Em còn ngu lắm, em tức hay gì?
em ganh hay gì? Chồng 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 thích con bé đó không chồng? Em nhường nó cho chồng nha. Đó mà em thấy ông chồng chị nói cái lồn là cỡ em chưa có đủ chiều sâu để lấy được những cái người như chồng chị, em hiểu không? Chị cũng định nhường cho em đó mà tại em ngu quá à. Em hiểu không? Ngu. Ngu. Nó ngu mấy chị ha, tội nghiệp còn nhỏ nó ngu. Không phải là cứ nhỏ tuổi là giật được chồng người đâu. Với lại cứ không phải là nhỏ tuổi á, mà mình quen được người đàng hoàng đâu. Mà chứ cứ không phải là nhỏ tuổi á, mà coi như là mình được tất cả đâu em. Ráng đi cưng, nghe chị nói rồi thấm. Thấm vô đầu, vô óc. Rồi đặng mình có được như người ta. Nghe, nghe không? Đó, ngu. Cả dạng người cười em đó em gái của chị ha. Ngu quá trời ngu, comment nữa đi cưng. Comment đi chị trả lời tới sáng cho nghe. Con nhà em uống cái này vô mắt ngủ thấy mắt liền. Cực kỳ đã luôn nha mấy bạn nha. Nên là như khuyên các bạn luôn, những chị nào là mình mua về, nếu mà ở nhà có bố mẹ mà lớn tuổi luôn nha mấy chị nha, nên mua cái trà này cho cô chú uống dễ ngủ lắm mấy chị ơi. Thay vì hằng ngày á mấy chị nói với cô chú á là phải pha cái trà uống chi cho nó mất ngủ. Các cô chú lớn tuổi mất ngủ một phần là vì trà với cà phê á, nên là thay vào đó là mình uống mà cái trà an thần định giấc này nó sẽ rất là tốt nha các chị nha. Và những cái chị nào mà sau khi sanh hoặc là công việc áp lực quá nhiều, công việc áp lực quá nhiều mà các chị không có thể nào ngủ ngon được, hoặc là các bạn thường xuyên thức khuya chơi game bấm điện thoại, nên mua cái này về uống. Tại vì sao? Mình bị những cái tình trạng như Nhi vừa nêu là các bạn đã bị mất ngủ rồi đó, các bạn đã bị mất ngủ rồi, nên là các bạn phải mua cái này. Mà giá của nó rất là rẻ luôn, 220 ngàn. Các chị cứ mua về các chị sử dụng thử đó, các chị mua về các chị sử dụng thử, các chị sẽ cảm thấy là à, cái trà này nó rất là dễ ngủ cho mình. Sau 3 ngày sử dụng thôi, sau 3 ngày sử dụng là các chị đã có thể ngủ ngon, ăn ngon giấc, ngủ ngon giấc và rất là khỏe về cái tinh thần luôn. Cái đầu của mình nè, nó không còn nhức nữa, nó không còn chóng mặt nữa. Những cái bạn để ý đi, các bạn nào mà thức khuya xong rồi sáng mà dậy trễ đó, có phải là cái đầu của mình nó rất, đúng không cả nhà? Là do các bạn đang bị bệnh mất ngủ, nên là Nhi khuyên các bạn luôn là nên mua cái trà này các bạn uống để mình dễ ngủ ha. Ai đặt hàng comment giống như là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại ha. Ai đặt hàng comment giùm Nhi nha. Và cái này là người ta có tên thương hiệu công ty dược phẩm đàng hoàng, có địa chỉ cho mọi người hẳn hoi luôn, có giấy công bố đàng hoàng tất cả các kiểu luôn. Mình uống mình rất là yên tâm. Và Nhi Nhi mua cái này đó là từ bạn học của anh Xuân Vinh, và bạn ấy cũng là một người bị mất ngủ như Nhi. Và sau khi bạn ấy uống, bạn ấy cảm thấy ok, bạn ấy mới chia sẻ cho Nhi, và Nhi uống vào Nhi cảm thấy rất là thích luôn. Nên là ai đặt hàng comment giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại, một chai kèm số điện thoại, trị mất ngủ cực kỳ hay luôn. Cái mùi nó dễ uống hơn trà đá nữa, cái mùi dễ uống hơn mọi người đi ăn cơm uống trà đá luôn, rất là thơm, rất là dễ uống. Và trà trị mất ngủ nha, trà trị mất ngủ nên uống đi mấy chị ơi, nghe lời em. Nếu mấy chị bị ngất ngủ thường xuyên, mình sẽ bị cái tình trạng mà gọi là bị tai biến với lại đứt mạch mạch máu não đó, là do mình bị ngủ không có được điều, mình không có máu bơm không lên não không có được, mình bị rối loạn tiền đình đó đó. Nên là cả nhà mình mua cái này uống về cho em đi, thà mình trị bệnh, mình phòng bệnh đỡ hơn mình bị rồi mình mới biết hối hận là sai nha mấy chị nha. Có những bạn bây giờ cảm thấy là mình thức khuya, mình ngủ trễ, mình hoàn toàn rất là bình thường, nhưng khi các bạn bị bệnh rồi khó trị lắm. Như Nhi là Nhi uống thuốc stress một thời gian, các bạn biết không, tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi Nhi uống cái này đây, khi mà Nhi uống cái này là vừa rẻ tiền vừa rất là ok, là Nhi khuyên các bạn nên uống cái này. 220 ngàn thôi, bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình cứ lướt, mình cứ gán mình lướt, sau này mình già mình đổ bệnh ra chị không có nổi, không có tiền để chị nha. À, bye bye bạn yêu số nha. 220 ngàn một chai như thế này. Đây, 220 ngàn một chai như thế này, uống vô dễ ngủ lắm, dịu thần kinh, an giấc, ngủ ngon lắm các bạn ơi. Các bạn uống thử 3 ngày đi. Ngày nào mình cũng uống sáng, trưa, chiều, tối, uống một giùm như 3 ngày đi. Các bạn ngủ ngon, thiệt là ngon luôn nha. Trà trị mất ngủ nha các chị nha, bảo đảm nha. Cái là của công ty dược phẩm sản xuất đàng hoàng nha. Đây là của công ty dược phẩm nha. Trên cái bao bì sẽ có tên công ty, có email công ty, có địa chỉ công ty luôn. Các bạn có thể đến trực tiếp đó để các bạn kiểm tra luôn. Bên trong cái chai trà này nè, các bạn thấy không, các bạn thấy rõ thành phần luôn. Ai muốn mua comment giùm em một chai kèm số điện thoại nha. Uống ban ngày ban đêm gì cũng được hết á mấy chị nha, không có bị mất ngủ đó. Nói trà này, trà dễ ngủ, mất ngủ gì. Khi các bạn tự xác lập cho cái hệ thần kinh của mình,
một cái chế độ ngủ đúng giờ, thức đúng giờ thì các bạn sẽ tự động được như thế này. Cái cách pha trà giống nhau lắm các bạn đó, pha y như pha trà vậy đó, pha trà sao pha này y vậy đó, đậm lợt tùy theo ý mình ha. Ai đặt hàng comment giùm Nhi là một chai kẹo số điện thoại nha. Nhi mua cái này là của bạn Hồ Xuân Đào như các bạn nha. Comment giùm Nhi là một chai kẹo số điện thoại nha. Đúng rồi, Nhi đang ở nhà ông xã nha, đang ở dưới quê anh Vinh ha. Mọi người do là Nhi mặc cái đồ ngủ này á nên là nó hơi hở, mọi người thông cảm đừng giận Nhi nha. Do là về đây không có đem theo đồ ha. Rồi ai đặt hàng comment giùm Nhi ngay và liền là một chai kẹo số điện thoại nha các bạn nha. Uống vô dễ ngủ lắm. Mất ngay cái tình trạng ở lướt Facebook đêm, mất ngay cái tình trạng là không ngủ được chơi game, mất luôn cái tình trạng mà trằn trọc trở qua trở lại không ngủ được nè, mất luôn cái tình trạng mà người ta nói là chóng mặt nhức đầu luôn nha các bạn nha. Uống vô là ngủ sớm, ăn sớm cái gì, ngủ sớm là dậy sớm là tinh thần sảng khoái lắm nha. 220.000 uống gần 2 tháng thì quá rẻ luôn nha các bạn nha. Một lần mình pha có 5 gram trà thôi thì rất rất là rẻ luôn nha các bạn nha. Cực kỳ rẻ luôn. Ai đặt hàng comment giùm Nhi nha. Và các bạn nào mà quan tâm á, các bạn cần được tư vấn nữa thì các bạn inbox trực tiếp cho bạn Hồ Xuân Đào. Còn bạn nào nếu thực sự tin vào những cái gì mà Nhi đang nói và Nhi chia sẻ thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp tại đây. Comment một chai kèm số điện thoại ha. Dạ đặt hàng nhanh nha mấy chị nha. Nhất là những cái bà mẹ mà sau khi sinh các chị rất là hay mất ngủ. Em mua tới mấy chai em định tặng cho bé Phụng Lai chai nè, đĩ thức bấm điện thoại, đĩ chơi liên quân tới 4-5 giờ sáng. Xong nãy đĩ mới chụp bọc thuốc cho em. Chị Nhi ơi em bị gói lộn tiền đình rồi. Tao nói ừ ráng đi má. Má nhảm bên đây. Rồi nè má đang livestream nhảm gì vậy? Không biết. Nói sạp tí chơi. Đó nè má đang nhảm kìa, em nói em mua này em tặng cho nó đó. Em mua kìa nè, em đâu có nói láo đó. Anh lấy cái vỏ trà em bọn em mua về cho người thân nữa chứ đâu phải em muốn mình em đâu mấy chị. Bé bé like 20 phút Facebook nó mới tháo, em hờn ghê. Ừ dạo này Facebook nè mấy chị thấy không, em đâu có mua một hộp cho mình em uống đâu. Đây em mua một lần 3-4 hộp như thế này nè, em không có nói láo. Cái cuộc đời của em không biết nói láo nói xạo, có làm sao em nói như vậy à. Giống như chồng em nhỏ nghe 3 tuổi em cũng khoe hết khắp làng khắp xóm chứ cũng đéo sợ ai. Cái gì? Thôi xạo mày, 3 tuổi được xạo xạo. Rồi trúng mắt luôn rồi. Sao à? Quýnh luôn á. Không có trúng mắt bé bé. Con trai trúng mắt bé bé hả? Ừ. Giờ hôn bé bé một miếng nha. Ừ. Trời ơi trúng bé bé quá. Nãy bé bé giữa mặt chưa? Chưa rồi. Bé bé lì lắm, bé bé chưa chưa mặt bé bé xào xào tán rồi mặt bé bé nè. Ồ chưa. Thấy mặt của bé bé còn tem nha. Bé bé xào hả? Bé bé xào hả? Đó mọi người thấy không nè, mua về nè hai chai nè, một chai là hả định để nhà cho ba với mẹ uống nè, một chai này sắp ngược ở thành phố cho con Quỳnh Phượng. Thức đêm bấm liên quân, bây giờ bị rối loạn tiền đình nè, em còn tin nhắn cho coi nè. Trời bị rối loạn tiền đình, em nói nó mới bị lớn à, mới có 20 tuổi đầu, 21 tuổi đầu bị rối loạn tiền đình, mấy chị thấy ghê chưa, cũng là do mất ngủ mà ra. Do là mình thức khuya, xong rồi bắt đầu mình bị mất ngủ, mình không hề biết, mình cứ nghĩ là mình bị quen giấc. Mình nghĩ là ờ giờ này mình bị quen giấc, giờ này chắc mình chưa ngủ đâu, ha, đó. Xin lỗi như trước nha, vậy uống vào có mất luôn việc trả bài cho vợ không? Trời mấy anh hỏi chuyện em làm biến trả lời quá. Thì mình chịch xong đi rồi mình uống. Hỏi em không biết được trả lời đâu. Ngủ ngon chứ phải uống thuốc. Uống vô là ngủ ngon thôi mấy chị chứ đâu mấy anh chứ đâu phải là thuốc ngủ đâu, uống vô ngủ luôn. Trời nha, dễ ăn dễ ngủ thôi nha. Trời giờ hỏi tôi cái chuyện sinh lý sao tôi biết được trả lời mấy cha. Rồi ai đặt hàng comment giùm em là một chai kẹo số điện thoại, một chai kẹo số điện thoại nha mấy chị nha. Dễ uống vô cùng luôn, uống ngủ rất là ngon luôn. Mình vừa ấm bụng nè, vừa ngủ ngon là vừa sảng khoái tinh thần luôn. Ai đặt hàng comment giùm em là một chai kẹo số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Rất là đã luôn. Uống vô cái người mình nó rất là sảng khoái luôn nè. Em nói với mấy chị nãy giờ mà em nói thiệt với mấy chị luôn. Em uống mà em ngồi nói chuyện với mấy chị em muốn sụp mí mắt, em muốn đi ngủ luôn đó mấy chị. Tại vì mình uống riết rồi mình quen. Mình quen xong mà đâm ra mình dễ ngủ lắm mấy chị. Bỏ xuống bây giờ mấy chị tin không? Chùm, chùm sợ ma khi đi khách sạn lạ. Chùm sợ ma nha. Coi như là trong vòng 2 ngày đi Đà Nẵng 3 ngày phải không anh? Ngủ ở Đà Nẵng 3 ngày khách sạn không biết sợ ma là con mẹ gì. Tại vì chưa kịp sợ là đã đi ngủ rồi. Chưa kịp sợ nằm xuống ngủ tới sáng luôn, không đi đái, không đái đêm, không có giật mình giữa đêm luôn. Ta nói ngủ một giấc tới sáng, giấc tới sáng không, không có biết sợ ma luôn, nằm xuống ngủ rồi ma cỏ đâu nữa thấy mà ngủ đó mà sợ đó. 220.000 gì, giá tiền nhỏ nhưng mà lợi ích rất là to. 220.000 thôi, 220.000 đó. Nào Nguyễn Mạnh Khang nè ha, mua về uống giùm tôi.
bao nhiêu một học bé bé 6 giờ sáng mới ngủ. Ừ, em đang làm việc trái khoa học và em đang bị mất ngủ rồi đó. Và cái tình trạng mất ngủ của thứ nhất là sẽ xảy ra là stress. Cái thứ hai nữa là bắt đầu sẽ bị rối loạn tiền đình. Và cái thứ ba nữa là không bị mất mạch máu não, hiểu không? Là sẽ chuyển tới vấn đề tai biến đó, là máu mình không bơm lên được lên não đó. Nên là ai đặt hàng comment giùm em là một chai kẹo số điện thoại cho uống cái dễ ngủ đi. Em đa phần em thấy các bạn bây giờ thức khuya quá, các bạn thức quá khuya nha, nên là em khuyên mọi người luôn nên inbox trực tiếp cho bạn Hồ Xuân Đào để bạn ấy tư vấn thêm cho mình đi. Bạn Hồ Xuân Đào ngày xưa cũng là một nạn nhân của chứng mất ngủ do stress trong công việc, và bạn ấy tìm hiểu và uống cái trà này xong rồi chỉ lại cho chồng em, mà bây giờ là Hồ Xuân Đào đã bán luôn tại vì rất là tin tưởng sản phẩm. Em đang suy nghĩ chắc em cũng lấy cái này về em bán cho mấy chị đó ha. Nên là mấy chị nên uống đi. Uống như thế nào thì các bạn mua về trên đây nó sẽ có hướng dẫn sử dụng cho các bạn hết. Các bạn đừng bao giờ các bạn sợ là các bạn không biết pha như thế nào hoặc là không biết uống ra sao. Các bạn chỉ cần pha đúng cái liều lượng mà người ta chỉ các bạn ở trên cái bao bì của nhãn phẩm nha. Sản phẩm đó các bạn cứ yên tâm ha. Như chụp hình cưới xong rồi đó, Nhi mới về đó, từ Đà Nẵng về đây đó mọi người. Nè, Nhi mua một lần là cả giỏ sách trà về để biếu người thân rồi cho bạn bè dùng thử nữa, tại vì Nhi thấy là 220.000 là quá rẻ. Mình mua về mình sử dụng xong mình thấy hiệu quả, mình bạn mình chắc chắn là nó không tin. Nhi không phải là cho bạn như một lần một chai như vậy đâu, Nhi cho một lần là một bịch, một ít đó, bạn như vậy uống ở sau 3 ngày thấy hiệu quả quá, Nhi chỉ cho mua chứ tiền của đâu mua cho dữ vậy, cho đứa con trai chồng tôi đâu có in tiền, đúng không mấy chị? Là em mua về vậy đó bạn, em cho lẫn nhúm gì nè, đủ pha 3 ngày đó, pha 3 ngày, uống sau 3 ngày tụi nó thấy ngủ ngon quá, tự tụi động em chỉ tụi nó mua, mà đứa nào uống thử của em xong rồi cũng đều mua hết và ngủ cũng rất là ngon. Là các chị cứ comment giùm em là một chai kèo số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho Facebook của bạn Hồ Xuân Đào giúp em. Ở cuối màn hình livestream này với trên đầu status livestream em có tắt tên bạn Hồ Xuân Đào, nên là các chị mình cứ yên tâm ha, mình cứ mua hàng trực tiếp. Anh nhắn tin với lại Trem. Đó, cả nhà mình cứ inbox trực tiếp cho giùm em nha cả nhà nha. Đó, hỏi Bích Trâm, có Bích Trâm hỏi gì, Bích Trâm trả lời Bích Trâm. Ai đặt hàng comment trực tiếp ngay và liền giùm em là một chai kèm số điện thoại nha, trà trị mất ngủ nha các bạn nha, của thương hiệu On Here. On Here nè, Nhi thì đọc tiếng Anh dở lắm, cả nhà mình thông cảm giúp em ha. Rồi ai đặt hàng comment nhanh lên giúp em nha. Trời, 11 giờ rồi mà hồi xưa là cỡ 3-4 giờ em mới ngủ không á. 3-4 giờ Nhi mới ngủ không, còn bây giờ là 10 giờ rưỡi là con mắt mở không có nổi luôn. Mọi người cứ inbox trực tiếp cho bạn Hồ Xuân Đào, dễ thương lắm, tư vấn nhiệt tình lắm. Tại vì hồi xưa Nhi bán rồi, Nhi uống rồi, Nhi biết bạn ấy tư vấn cho vợ chồng Nhi rất là nhiệt tình, tư vấn rất là rõ ràng, rất là rành mạch và rất là chân chu luôn. Cái này á, bầu bì thì Nhi không biết là sử dụng được hay không, các bạn cứ inbox trực tiếp cho Đào thì Đào sẽ tư vấn cho mọi người ha. Chừng nào có hình, dạ đúng rồi, chừng nào có hình em up lên cho mấy chị coi. Rồi, không thật sự Nhi chụp hình, không thật sự Nhi chụp hình cưới đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Ly. 220.000 một chai siêu to đây, 220.000 một chai siêu to luôn ha, rất là bự luôn đó, uống hoàn toàn không bị mập gì hết, tại vì nó không liên quan đến chuyện mập ốm. Cái này là một trong những loại trà trị mất ngủ, an thần định giấc, khỏe sức khỏe luôn và thải độc tố ha. Mai Vi, chị Nhi nói tóc bên đúng rồi, nói tóc bên anh Trung ha. Rồi ai đặt hàng comment giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại. Giờ thì Nhi nghĩ là cũng tối rồi, Nhi sẽ out cái livestream này và Nhi đi ngủ đây, tại vì Nhi chịu hết nổi rồi, Nhi buồn ngủ quá. Ngày xưa các bạn thấy không, Nhi thức khuya lắm, 1-2 giờ Nhi livestream giống như bị điên vậy đó. Nhưng mà từ giây phút này là Nhi không có livestream khuya được nữa, tại vì Nhi buồn ngủ. Cứ mỗi lần uống cái trà này xong vừa uống hết ly là buồn ngủ liền đó, tại vì nó an thần định giấc cho mọi người lắm. Nhưng mà cái này nó không có thành phần thuốc, nó là 100% rất là thiên nhiên từ hoa lá cỏ trà thôi. Hello Bích Trà, hello chị Trâm, nãy bà cũng đi chơi nữa đó, rồi bà đâu có comment hotline cho tôi. Bà hello bé bé quần què, mê chơi lắm, canh tôi đi là đi à. Mai mốt tôi đi chơi ha, tôi đi suốt luôn, tôi không ở nhà với bà nữa. Đó, tôi nói trước bà biết rồi đó. Rồi, Nhi chụp hình rất là đẹp, em cảm ơn mấy chị. Giờ thì em nghĩ em sẽ out cái livestream này, em chúc cho mấy chị ngủ ngon. Thì em cũng mong rằng nhờ vào cái chia sẻ của em, những cái chị em mình á, mình giúp cho nhau, mình dù mấy chị uống mà mấy chị thấy uống được á, mấy chị cũng chia sẻ với bà con dòng họ hàng xóm để mua chung về uống. Như em nè, em chia sẻ thấy, em uống thấy tốt, em chia sẻ cho mấy chị. Mấy chị uống mấy chị thấy tốt, mấy chị chia sẻ cho người khác nữa để cho người ta bệnh người ta trị được mấy chị nha. Thì giờ thì em sẽ chúc mấy chị ngủ ngon, mơ thật là đẹp nha. Nhớ liên hệ với bạn Hồ Xuân Đào.
nào để có sản phẩm. Em chúc cho mấy chị ngủ ngon, mơ thật là đẹp nha. Hẹn mọi người vào livestream sáng mai. Bye bye tất cả mọi người. I love you mọi người. Em chân thành cảm ơn mấy chị lúc nào cũng theo dõi livestream của hớ. Em hớ, em yêu mấy chị lắm ạ. Bye bye mọi người. Bye bye chị Ngân Quỳnh nè. Bye bye Ái Lê nha. Bye bye Nguyễn Mạnh Khang nha. Bye bye toàn thể các chị em trên Facebook luôn ha. Bye bye Bích Trâm luôn. Đừng có giải thích nữa. Bye bye tất cả mọi người. I love you mọi người.